Quý bà con đến với kênh YouTube Thành Thịnh Nông Cơ. Dạ thì tiếp tục hôm nay em lên cho mọi người một cái con cắt cỏ quýt nha mọi người, đến từ thương hiệu là Komatsu với cái model là BC2610 ha. Cái con này sở hữu cái chụp giật trợ lực cho mọi người. Cái là made in Japan ha, đây là hàng chuẩn Nhật, zin 100% ha. Em bao mọi người là zin từ trong ra ngoài ha, không có pha lẫn bất cứ cái phụ tùng mới hay là sửa chữa gì trong này ha. Thương hiệu Komatsu mà bà con biết rồi ha. Chất lượng là ngang tầm với là Mitsubishi ha. Và theo em thì em thích xài Komatsu còn nhiều hơn là Mitsubishi ha. Tại vì phụ tùng nó rất là nhiều, đồ thay tháo rất là dễ ha. Thì con này sở hữu tới piston là tới 34 ly nha, là 26cc. Thì con này hiện tại sử dụng cái bình xăng vú bơm, bình xăng con của hãng đến từ Wanro ha, một trong những cái thương hiệu nổi tiếng về cái mặt là nhại nổ và tiết kiệm xăng ha. Thì con này đóng lốc luôn nha mọi người, đóng lốc là Komatsu nha, Komatsu Zenno chứ không phải là in Japan như mấy dòng Mitsubishi ha. Thì em quay tổng thể cho mọi người coi ha. Con này là tum liền, con này là tum liền nhé, mà tum nhôm nha mọi người. Đây, rất là mới ha. Bình xăng còn trắng sáng ha, chứng tỏ máy này xài chưa nhiều nè. Cái bao tay bằng xốp nó rất là im ha, Zenno ha, còn nguyên vẹn hết ha. Đây là hàng zin từ đầu tới lưng nhân chân nha mọi người. Đây tay cầm phải là tay gam nè, tay ga chết nè ha, gạt đâu nằm đó ha, là tay ga chết, nó công tắc nè, công tắc nhấn ha, rất là tiện mà sợ khỏi sợ quên bật công tắc ha. Đây số series trên cái ống cần còn ha mọi người. Dạ còn đây là cái mã của cái tên tem nè, trùng với cái cổ cái máy nha mọi người. Thì tem tên số model tên cần trùng với số model tên máy, thì chứng tỏ cái cần này với cái máy này là một ha. Và cái đầu bò này là bò chống dính cỏ ha, đầu bò zin của máy luôn. Đây Komatsu Zenno nha, cái hàng này đặt săn đón rất là nhiều ha. Cái này gọi là Komatsu cánh bướm á, cái mặt trước nó giống cánh bướm nè. Hàng này xài thì rất là phê nha, máy rất là mạnh, rất là bốc. Em cho đóng lốc gọi cho không rõ, chắc mọi người phải coi bên cái phần mà tháo chi tiết từng món để mọi người quan sát dễ hơn ha. Chứ còn bên đây em lắp áo vô thì hơi khó. Nói chung cái dòng này xài rất là đãi nha mọi người, rất là phê luôn. Thì em cũng có cái clip test máy cũng như là tháo phụ tùng cho mình coi từng chi tiết bên trong á, cho cái chất lượng nó như thế nào, mọi người cũng đánh giá giùm em ha. Dạ thì con này em ra với giá mong muốn là 2,4 triệu ha. Tại vì hàng quýt thì giá nó hơi cao một xí, cho nó thị trường thì nó sẽ cao từ 1-200 ngàn ha. Nhưng mà được lại những con máy đẹp như thế này thì chất lượng nó rất là ok, mình yên tâm ha. Đừng có đắn đo 1-200 ngàn mà lăn tăn về chất lượng ha bà con. Thì con máy này em bảo đảm bà con đang zin ha, rất là zin. Thì con này em ra với giá mong muốn là 2,4 triệu, sẽ bao ship toàn quốc cho quý bà con mình nè. Thì phụ kiện kèm theo nó gồm là một cái ổ cước, một cái lưỡi dao, một dây mang, một trắng cỏ, một tiếp mở buri ha. Sử dụng chụp trợ lực đây, dây giật rất là trắng sáng ha, rất là nhẹ giật luôn. Dạ mọi người có nhu cầu thì có liên hệ trực tiếp với em ha, qua số điện thoại là 0858335778 ha, để em được tư vấn như là cặn kẽ hơn chi tiết như cái con máy này ha. Dạ em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Dạ em xin chào ạ, chúc mọi người buổi tối vui vẻ ạ.